Ngày xưa ngày xưa có một con cáo vô tình rơi xuống giếng, nó cố gắng hết sức để thoát ra nhưng không thành. Lúc này, một con dê khác nước đi ngang qua giếng, nhìn xuống và thấy con cáo bên dưới. Con dê hỏi, "Cậu đang làm gì ở đó, anh cáo?" Cáo trả lời, "Nước trong giếng này là ngon nhất cả nước, nhảy xuống và thử đi." Ngay lập tức, con dê không suy nghĩ gì thêm liền nhảy xuống giếng, nó uống no nê và nhìn xung quanh, giống như con cáo, nó cũng không thể tìm cách thoát ra ngoài. Cáo nói, "Tôi có một ý tưởng." cậu đứng bằng hai chân sau, tôi sẽ leo lên lưng cậu, rồi lên đầu cậu và nhảy ra khỏi giếng, sau đó tôi sẽ giúp cậu ra ngoài. Con dê, một lần nữa không suy nghĩ gì, làm theo lời cáo, cáo leo lên lưng dê, nhảy ra khỏi giếng và đi mất, vừa đi cáo vừa nói, nếu cậu có óc suy nghĩ như bộ trâu của mình, thì đã cẩn thận hơn trước khi nhảy xuống mà không biết cách ra ngoài.